sân vận động quốc tế Jakarta hôm nay đã có những trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên. Đó là hai trận đấu ở lượt trận đầu tiên của bảng C, FIFA U17 World Cup 2023. Khi Brazil gặp Iran và Anh gặp New Caledonia, nhìn chung sự quan tâm của khán giả Indonesia đến hai trận đấu này là không lớn. Khi khán đài JIS còn trống rất nhiều, chỉ tính riêng tầng 1 của khán đài sân vận động này số lượng khán giả có mặt trên sân cũng rất thưa thớt. Đây là điều không bất ngờ, bởi ngoài việc sức chứa của sân vận động quốc tế Jakarta là rất lớn, thì sự quan tâm của khán giả đến các giải đấu trẻ là rất hạn chế. Nhất là các trận đấu không có đội chủ nhà. Trong khi đó, do thời gian để hoàn thiện mặt cỏ mới khá hạn chế, nên chất lượng mặt cỏ JIS chưa thực sự tốt, có thể dễ dàng nhận thấy những điểm hạn chế của mặt sân JIS bằng mắt thường.